kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Nhật Vượng đem tiền của nhà đầu tư đốt đi để mà mua danh hão chờ đảng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của tập đoàn Vingroup diễn ra vào sáng ngày 17, 17 tháng 5. Đây là kỳ họp mà ông Phạm Nhật Vượng phải trả lời những con số trong bản báo cáo bạch nộp lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ. Theo đó, công ty sản xuất xe điện Vingroup đã ghi nhận khoản lỗ lũy kế 4,7 tỷ đô la sau hơn 5 năm tham gia thị trường đó là công ty VinFast. Năm nay, phiên họp cổ đông diễn ra chỉ vài ngày sau khi VinFast, đơn vị thành viên phụ trách mảng công nghiệp của VinGroup, thông báo sẽ niêm yết tại Mỹ thông qua một giao dịch sát nhập. Cuối tháng 4, VinGroup và ông Phạm Nhật Vượng thông báo bơm tiếp 2,5 tỷ đô la cho VinFast, gồm khoản tài trợ 1,5 tỷ đô la, số còn lại VinFast vay trong 5 năm để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. VinFast lỗ rất to và nợ cũng rất khủng. Có ý kiến chất vấn rằng tại sao VinGroup lại làm ô tô, sản xuất ô tô quá khó, chưa kể VinGroup bắt đầu làm ô tô với con số 0 to tướng. Ông Vượng trả lời rằng lý do ban đầu của dự án này không xuất phát từ mục đích kinh doanh mà do muốn đóng góp cho xã hội. Nếu chỉ vì kiếm tiền, ban lãnh đạo VinGroup không dạy gì lao vào một lĩnh vực khó như sản xuất ô tô. Được biết, bao nhiêu năm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các doanh nghiệp ở Việt Nam bị cho rằng là không làm nổi một con ốc vít cho Samsung. Và thực sự thực, Việt Nam làm con ốc gắn biển số xe máy còn không xong. Bởi con ốc này đã bị dỉ xét sau thời gian rất ngắn. Đấy là bản mặt của chế độ dưới sự kìm kẹp, triệt tiêu ốc sáng tạo đã làm cho nguồn chất xám của Việt Nam tệ hại đến như vậy những người có khả năng thì đi làm hãng nước ngoài hoặc đi ra ngoại quốc hết. Ông Vượng nói Vingroup quyết định làm VinFast với lòng yêu nước không hề toan tính. Khi chúng ta đã thành đạt thì phải có trách nhiệm đóng góp cho đất nước, xây dựng một thương hiệu công nghệ cao, đẳng cấp và có sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Làm doanh nghiệp mà nói rằng không vì tiền là câu nói hết sức hổ đổ. Có vẻ như ông Phạm Nhật Vượng đã lạm dụng từ yêu nước Thực ra ông Vượng yêu đảng thì đúng hơn. Việc lập ra công ty VinFast để chứng tỏ với thế giới là Việt Nam cũng sản xuất được ô tô, chỉ giúp chữa thẹn cho đảng Cộng sản. Còn hậu quả mang lại là xe không đạt chất lượng và khách hàng đã phải gánh chịu thiệt hại rất nhiều. Quảng cáo khác xa hàng hóa bán ra, dây giống như một cho lừa đảo. Có người đã hóa than cùng với chiếc xe, thật là thương tâm nguồn chất xám kém nên phải thuê quản lý, thuê chuyên gia nước ngoài với giá rất cao. Việc này dẫn đến giá thành sản phẩm của VinFast tăng lên. Cao bằng, thậm chí còn cao hơn cả những thương hiệu lớn như Toyota, Honda, Hyundai vân vân. Nhưng chất lượng chỉ ngang bằng hàng Trung Quốc, thậm chí còn tệ hơn họ. Cho đến nay, VinFast đối mỗi đốt mỗi tháng là 157 triệu đô la Mỹ. Với cách làm kinh doanh như thế này, ông Phạm Nhật Vượng hoàn toàn không xác định được khi nào thì công ty VinFast sinh lợi. Cái giá để mua danh hão cho Đảng Cộng sản là quá lớn, phải đốt hàng trăm triệu đô la mỗi tháng, mà trong đó có không ít tiền là của nhà đầu tư. Những nhà đầu tư đang góp vốn cho Vingroup cần sáng suốt trong lúc này, mục đích của doanh nghiệp là để kiếm tiền về cho nhà đầu tư, chứ không phải là đốt tiền của nhà đầu tư vào một lĩnh vực không có hy vọng gì, nhất là nó lại dùng để, để đánh bóng cho Đảng. Phạm Nhật Vượng đang mang tiền của nhà đầu tư đi phục vụ ai là câu hỏi được đặt ra. Ông ta đang phục vụ cho cái danh hão của đảng nên không thể cứ để ông Vượng tiếp tục đốt tiền của nhà đầu tư như thế được. Ông Phạm Nhật Vượng không trả lời được bao giờ thì VinFast sẽ sinh lời. Thực ra, ông Vượng đầu tư vào VinFast là có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là muốn kiếm lời là doanh nhân thì mục đích số một là kiếm tiền. Ai nói không vì tiền là ngụy biện. Tuy nhiên, qua 5 năm, năm, ông Vượng đang bế tắc trong việc tìm lối thoát cho VinFast. Nên giờ đây, ông bám vào tờ yêu nước để mà trả lời các câu hỏi khó của cổ đông. Cộng sản thưởng rất ma mãnh, họ đã cho VinGroup cơ hội lớn và mạnh lên mà giờ đây họ muốn VinFast phục vụ cho ý đồ ngông cuồng của họ. Lúc này là lúc cần tháo chạy, vì nếu VinGroup không thỏa mãn được lòng tham của Đảng Cộng sản thì VinGroup rất có thể sẽ bị ăn thịt mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nhìn chương trình truyền hình với bản tin Phạm Nhật Vượng đem tiền của nhà đầu tư đốt để mua danh hão cho đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin hào quang rực rỡ hàng thật và hàng dởm. Sao vua đảm chỉ có hàng dởm mà thôi. Vừa qua, vận động viên Điển Kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh lập kỳ tích giành hai huy chương vàng tại thi game trong vòng 20 phút. Điều đáng nói là ban tổ chức đã cố tình chơi khó Nguyễn Thị Oanh khi xếp lịch thi đấu hai nội dung chạy 1.500m và 3.000m vượt chứng ngại vật cách nhau chỉ có 20 phút. Sau khi hoàn thành cuộc chạy 100m và đặt huy chương vàng, Nguyễn Thị Oanh chỉ có đúng 10 phút nghỉ ngơi để bắt đầu đợt thi đấu tiếp theo. Đây là hào quang thật. Đây được xem là, là trường hợp rất khó. Ai cũng nghĩ rằng đợt thi đầu tiên đã bắt cạn sức của vận động viên Việt Nam. Nhưng rồi cô cũng hoàn thành nốt nội dung thứ hai với tấm huy chương vàng. Đấy là huy chương vàng thứ ba của Nguyễn Thị Oanh. Kết thúc SEA Games, cô đạt 4 huy chương vàng đóng góp vào vinh quang cho nền thể thao của nước nhà. Điều đáng nói là Nguyễn Thị Oanh rèn luyện để có thành tích thần kỳ này bằng mức lương 7 triệu đồng, nhưng cô lại mang về vinh quang chung cho nền thể thao của Việt Nam. Đấy là hào quang thực sự, hào quang của sự tỏa sáng mà không cần phải bỏ tiền ra để quảng cáo. Những giá trị thật nó không phải là dựa hoàn toàn trên vật chất mà nó dựa vào tinh thần là chính. Nếu nói dựa trên vật chất thì với mức lương 7 triệu đồng thì làm sao Nguyễn Thị Oanh có thể đạt thành tích phi thường đến như thế. Hữu xạ tự nhiên hương đã làm được điều thần kỳ thực sự, đã mang lại vinh dự cho nền thể thao nước nhà mà không cần phải họp báo với khẩu hiệu Đức Vua Hảo Quang Rực Rỡ như ca sĩ Đam Vĩnh Hưng đã làm. Để xây dựng nên một bộ phim tự sướng, tự tô vẽ hảo quang cho bản thân, Đàm Vĩnh Hưng đã bỏ ra cả núi tiền để làm điều đó đây là hào quang dởm. Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ ngông cuồng, muốn dẫn dắt xã hội vào hố sâu của sùng bái cá nhân. Cả đất nước Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam nhồi sọ và sản sinh ra rất nhiều thế hệ tư duy, thiếu độc lập, sống không biết, tự suy luận, nên thấy ai có hào quang là sùng bái cho dù đó là hào quang tự vẽ ra. Đàm Vĩnh Hưng làm bộ phim Hoàng đế hào quang rực rỡ là cách mà anh ta muốn lợi dụng nền giáo dục nhồi sọ để dẫn dắt lớp trẻ lún sâu hơn nữa vào con đường cuồng tín đấy là ý đồ rất độc hại cho xã hội may thay cư dân mạng đã chứng tỏ rằng họ sáng suốt và phản đối cách làm phim tạo học quang dởm rất độc hại này giả dạ như nếu đàm vĩnh hưng không bị vấp phải phản ứng của xã hội thì sau bộ phim đó ai được gì ai mất gì đây người được sẽ chính là đàm vĩnh hưng anh ta sẽ thỏa mãn cái tôi ngông cuồng thỏa mãn cái tính háo danh, Nhưng ai sẽ mất mát, đó là giới trẻ bị đàm mỹ hưng dẫn đi lạc lối, một lớp trẻ cuồng tín và đó là mối nguy rất lớn cho xã hội. Với một con người dẫn dắt lớp trẻ đi vào con đường lạc lối thì đấy đâu phải là hào quang, có chăng là thứ hào quang tự xưng của đàm mỹ hưng chỉ là đô dởm thứ hào quang trá hình, nó không đóng góp gì cho xã hội mà nó còn làm vẩn đục xã hội thêm nữa là khác hào quang dởm thì cũng chỉ đáng giá ba đồng hào quang thực thì phải đi từ cái thực tâm đi từ sự khiêm tốn đi từ sự cống hiến vô vị lợi nguyễn thị oanh cô gái nhỏ nhắn nhưng có nghị lực phi thường vượt qua khó khăn tài chính nhiệt tình tập vì màu cờ sắc áo và thành quả đã đem đến thành quả đó là sự hào quang thực sự trái ngược với loại hào quang tự xưng của đàm vĩnh hưng thứ hào quang đó chỉ là hào quang dởm dù cho nó có áo bên ngoài bằng một núi tiền. Có người nhận xét rằng, tuy xã hội tại Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản phá tan nát, nhưng còn đó những giá trị cốt lõi. Cộng đồng mạng phát hiện ra thứ hào quang hàng dầm của Đàm Mỹ Hưng là chỉ dấu xã hội này còn những cặp mắt biết phân mình trắng đen phải trái. Những cặp mắt đó sẽ là mầm tốt cho thời kỳ hậu Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin hào quang rực rỡ, hàng thật và hàng dởm. Sao vô đảm, chỉ có hàng dởm mà thôi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm